Mặc dù không phải ngày cuối tuần nhưng cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây vẫn ùn ứ kéo dài, hàng loạt tài xế thiếu kiên nhẫn chạy vào làn khẩn cấp. Theo ghi nhận của phóng viên, tình trạng ùn ứ kéo dài hàng cây số diễn ra từ 18 giờ ngày 24 tháng 5. Tình trạng ùn ứ diễn ra theo hướng từ Đồng Nai về thành phố Hồ Chí Minh. Các xe xếp hàng dài phải nhúc nhích từng chút một. Đang ùn ứ trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây gần cầu Long Thành, cách trạm thu phí Long Phước khoảng 3 km, xe đông di chuyển chậm. Mặc dù hôm nay không phải là ngày cuối tuần, các xe di chuyển với tốc độ từ 5 đến 10 km/h khiến nhiều tài xế bức xúc. Đi từ Vũng Tàu lên thành phố Hồ Chí Minh, cứ nghĩ hôm nay không phải cuối tuần nên không kẹt, ai ngờ gần tới trạm thu phí Long Phước lại gặp dòng xe ùn ứ kéo dài phía trước. Các lái xe phải nhích từng chút để qua cầu Long Thành. Tài xế Minh Trí cho biết, cầu Long Thành có tốc độ tối đa 100 km/h, không có làn dừng khẩn cấp, trong khi toàn tuyến còn lại là 120 km/h với 3 làn, 2 làn xe chạy và 1 làn khẩn cấp. Vì vậy, thời điểm có phương tiện đông cũng xảy ra ùn ứ.